Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review hướng dẫn các bạn tỉa con thiên nga bằng quả táo nha. Bây giờ mình sẽ cắt đôi quả táo ra và sẽ tỉa cái cánh của con thiên nga. Các bạn nhìn mình tỉa nha. Đó. Bắt đầu tỉa cái gì thì mình sẽ tạo hình khối trước. Mình sẽ tạo một bên cánh của thiên nga. Mình sẽ khứa. Đó. Mình sẽ khứa như thế này quả táo nha các bạn nha. Đấy, các bạn cứ khứa đều nhau. Đó. Khứa đừng quá tay đấy. Đây là một cái bên cánh này. Đó. Còn nửa kia mình sẽ tạo một bên cánh nữa. Cũng như bên kia các bạn nha. Đó. Đó. Thế là mình đột đôi cánh rồi. Giờ mình sẽ tạo cái đầu cái mỏ của con thiên nga này. Cái mỏ của thiên nga rất đơn giản thôi. Mình sẽ gắn cho nó cái mắt và mình dính lên. Rồi tiếp theo là mình sẽ tỉa cho cái màu của con thiên nga nhá. Cái phần táo còn lại bạn sẽ tỉa màu này. Đó. Mình dán lên, gắn lên. Ok. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.